Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin nóng Cà phê 24 giờ, kênh thông tin nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, ông Trần Đắc Phu, Omicron có thể gây quá tải hệ thống y tế. Phó giáo sư Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Cộng đồng Việt Nam cho rằng biến chủng Omicron tốc độ lây lan nhanh, nếu không kiểm soát tốt sẽ gây quá tải cho hệ thống y tế. Trả lời về báo chí ngày 29 tháng 12, liên quan tới ca nhiễm của Omicron đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam, ông Phu cho biết tình huống này đã được dự đoán trước. Kể từ khi Omicron được báo cáo lần đầu vào cuối tháng 11, hiện hơn 100 quốc gia ghi nhận biến chủng này. Vì vậy, khó có thể ngăn chặn Omicron không xây nhập vào Việt Nam, ông cho biết. Ông Phu cho rằng có khả năng F0 bị nhiễm COVID-19, Omicron ẩn nấp trong cộng đồng do không phải ca nhiễm nào cũng được giải trình tự gen virus, từ đó tiềm ẩn nguy cơ biến chủng âm thầm lây lan nhanh, khiến số ca nhiễm tăng cao trong thời gian ngắn, gây quá tải cho hệ thống y tế khi đó, người bệnh nếu được không được chăm sóc y tế kịp thời, có thể nhanh chóng chuyển nặng và tử vong. Mặt khác, số ca nhiễm quá nhiều gây phân tầng, người bệnh sai dẫn đến hiện tượng quá tải ảo, tức người nặng cần điều trị không được hỗ trợ y tế trong khi người nhẹ lại được tiếp cận y tế sớm. Phó giáo sư Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa y tế công cộng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nói các nghiên cứu cho thấy biến chủng Omicron lây lan nhanh gấp 5 lần chủng cũ, song độ nặng Nhập viện giảm 1 phần 3, nhóm chuyên gia ở Hồng Kông cho rằng Omicron trong mô phổi có tải lượng thấp hơn các biến chủng cổ điển. Dù lượng virus ở đường hô hấp trên tăng sinh nhiều hơn, điều này giải thích nguyên nhân Omicron lây lan nhanh hơn, nhưng có thể ít gây bệnh nặng hơn so với Delta hoặc biến chủng gốc. Ngày 29 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết nguy cơ từ biến chủng Omicron vẫn là rất cao. Số ca nhiễm toàn cầu đã tăng lên 11%. Tính đến ngày 26 tháng 12, WHO nhận định khả năng lây lan của biến chủng này là lớn hơn Delta. Với thời gian lây lan tăng gấp đôi từ 2 ngày đến 3 ngày, nguyên nhân khiến omicron tăng nhanh có thể là sự kết hợp của cả hai khả năng né tránh miễn dịch và tính chất dễ lây lan hơn của biến chủng này. Các trạm y tế cơ sở cần nâng cao năng lực gồm chuẩn bị thêm các trang thiết bị phòng chống dịch như bình oxy, mặt nạ thở oxy, máy đo nồng độ SPO2. Việc này giúp người dân được tiếp cận dễ dàng khi điều trị tại nhà, tránh trường hợp bị động hay quá tải khi số ca nhiễm tăng cao. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên nghiêm túc thực hiện 5K hạn chế các hoạt động đi lại, tiếp xúc gần ở những môi trường kín, hoặc tránh tư tưởng tiêm vaccine rồi thì không bị nhiễm bệnh, buông trôi thả lỏng không khí trong phòng dịch. Những giải pháp phòng chống dịch thay đổi nhưng cần quyết liệt hơn để giảm sự lây lan đặc biệt trong thời điểm Tết dương lịch và Tết nguyên đáng đang cận kề y tế ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên là người về từ Anh, nhập cảnh tại sân bay nội bài Hà Nội ngày 19 tháng 12 tại sân bay. Người này tết nhanh dương tính được và được vận chuyển bằng xe riêng đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hiện người này sức khỏe bình thường và không có biểu hiện của triệu chứng.